Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt, lở đất và cơn bão tồi tệ nhất trong 30 năm đã khiến ít nhất 116 người chết và hơn 1.500 người mất tích, người dân và quan chức địa phương cho biết hôm thứ Năm vừa qua. Theo Reuters, một quan chức cho biết sông Uehe, phụ lưu lớn nhất của sông Hoàng Hà, đã bị vỡ đê ở nhiều điểm. Mưa lớn trong tuần qua đã khiến 210.000 người phải sơ tán đến vùng đất cao hơn, nhưng lũ lụt và lở đất đã khiến 138 người thiệt mạng và 84 người mất tích. Các quan chức lũ lụt nói với Reuters qua điện thoại, sông Wei hiện đang ở mức cao nhất và 84 người mất tích có rất ít hy vọng sống sót. Theo Tân Hoa Xã, bão số 10 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến 138 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Thâm Quyến, Huệ Châu, Sơn Vĩ và Sán Đầu ở phía đông Quảng Đông là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Truyền thông địa phương và các nạn nhân của cơn bão cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của người dân trong cơn bão là do nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng và xây dựng bị cắt góc, không thể chịu được mưa gió lớn. Nhiều người thiệt mạng trong trận bão là công nhân nhập cư sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Cơn bão số 10 này là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho đồng bằng sông Châu Giang ở Quảng Đông kể từ trước đến nay. Cơn bão đã đổ bộ vào Quảng Đông vào đêm thứ Năm. Mặc dù cơn bão đã di chuyển đến nơi khác, nhưng đuôi bão có sức tàn phá khủng khiếp. Đài truyền hình địa phương cho biết khoảng 50% cây cối ven biển nơi cơn bão đi qua đã bị bật gốc. Tân Hoa Xã cũng cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp từ cơn bão số 10 ước tính khoảng 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 48,4 triệu đô la Mỹ. 48 người bị thương vì động đất ở Vân Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, một trận động đất vừa xảy ra chiều nay tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam Trung Quốc khiến ít nhất 47 người bị thương. Trận động đất đã xảy ra vào lúc 15:02 theo giờ địa phương ở huyện tự trị dân tộc Jinilang thuộc Lệ Giang, thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Với cường độ 6,5 độ Richter, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km và gây ra rung lắc mạnh. Tính đến 17:44 cùng ngày theo giờ địa phương, theo báo cáo từ cơ quan địa chấn địa phương, 47 người đã bị thương trong trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng 4 km tính từ tâm chấn có 14 thôn làng và khoảng 95.000 người sinh sống trong phạm vi 50 km. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố du lịch Shangri-La 84 km, cách thành cổ Lệ Giang 100 km và cách Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam 375 km. Sau khi trận động đất xảy ra, Cục Địa chấn Vân Nam đã nhanh chóng kích hoạt và thực hiện công tác ứng phó xử lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, khoảng 120 người cùng các loại xe, thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để tìm kiếm và cứu trợ người bị nạn. Cũng trong cùng ngày, một trận động đất 5,5 độ Richter, Giang Tô, Trung Quốc phải sơ tán khẩn cấp học sinh. Chiều qua, theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp, học sinh tránh nguy hiểm. Theo thông báo chính thức của mạng lưới cảnh báo động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 14:54 trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô, 33,7 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông, có tâm chấn nằm ở độ sâu 17 km. Vào thời điểm xảy ra trận động đất cũng là thời điểm học sinh đang học tại các trường học trong tỉnh Giang Tô. Các trường học nhanh chóng tổ chức cho học sinh sơ tán đến những khu vực rộng rãi an toàn tránh nguy cơ xảy ra. Sau trận động đất, cơ quan quản lý động đất Giang Tô ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3 và thành lập trụ sở khẩn cấp thực hiện điều tra thảm họa, giám sát di động và thực hiện công tác khoa học. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất ảnh hưởng hầu hết các khu vực tại tỉnh Giang Tô, trong đó mạnh nhất là khu vực thành phố Diêm Thành và Nam Thông. Một số khu vực ven biển ở các tỉnh, thành phố lân cận như Thượng Hải, Sơn Đông, Chiết Giang cũng cảm nhận được trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra. Hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của người dân các khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường. Lũ lụt tại Trung Quốc khiến 56 người thiệt mạng.
Quý vị thân mến, vừa qua một trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Đại Thông, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải vào đêm thứ sáu vừa qua đã khiến 56 người thiệt mạng và 76 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Theo truyền thông Trung Quốc, một trận mưa lớn xảy ra tại huyện Đại Thông, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải vừa qua đã gây ra lũ quét, sạt lở đất và dịch chuyển dòng sông. Hơn 2.500 hộ gia đình với 7.545 nhân khẩu thuộc 8 thôn của 3 thị trấn của huyện này bị ảnh hưởng. Tính đến 12 giờ trưa nay, bộ phận cứu hộ đã cứu được 22 người, tuy nhiên đã có 56 nạn nhân tử vong và 76 người hiện vẫn đang mất tích. Sau khi thảm họa xảy ra, tỉnh Thanh Hải đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với các thảm họa bất ngờ của tỉnh, thành lập tổ công tác tổ chức thực hiện công tác cứu trợ, tìm kiếm người mất tích, ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng, loại bỏ những nguy cơ tiềm tàng, sửa chữa đường xá, thông tin và công trình điện. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 3 quốc gia đối với thảm họa lũ quét ở huyện Đại Thông, hỗ trợ chính quyền địa phương làm tốt công tác cứu trợ thiên tai cũng như cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện tại, tỉnh Thanh Hải đã thành lập một bộ phận chỉ huy tiền phương tổ chức cho các lực lượng cảnh sát vũ trang, an ninh, ứng phó khẩn cấp, y tế và cán bộ các thôn với hơn 2.300 người và 160 địa phương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời huy động người dân xung quanh tham gia công tác cứu nạn. Nhóm công tác của Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã đến các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông trong ngày để kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ ở lưu vực sông Châu Giang. Theo truyền thông Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở sông Tây Giang, Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang và lưu vực này một lần nữa phải hứng chịu một trận lũ lớn kinh hoàng. Theo dự báo thời tiết, mưa rơi liên tục ở lưu vực sông Châu Giang từ hôm qua đến hôm nay sẽ gây áp lực cho công tác phòng chống lũ lụt trên các sông ngòi, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn các hồ chứa và ứng phó ngập úng đô thị. Tình hình phòng chống lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp. Theo đề nghị của cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng Cục Dự trữ vật tư và lương thực quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 200 thiết bị cứu sinh, 139 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 4 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với Cơ quan Khí tượng, Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích, dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở lưu vực sông Châu Giang cũng như khu vực trung và hạ lưu của sông Trường Giang. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên đến 6,39m. Trong ngày hôm qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã liên tục phát đi cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Động đất mạnh rung chuyển cả đảo Đài Loan, Trung Quốc. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter vừa xảy ra tại đảo Đài Loan của Trung Quốc khiến nhiều thành phố ven biển của nước này cũng cảm nhận rõ rệt cảm giác rung lắc mạnh. Theo dữ liệu chính thức đo được của mạng lưới điện chấn Trung Quốc đại lục vừa công bố, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nghi Lan, Đài Loan, vị trí tại 24,55 độ vĩ Bắc, 121,8 độ kinh Đông vào lúc 13 giờ 11 phút theo giờ địa phương ngày hôm nay ở độ sâu 40 km. Tâm chấn chỉ cách trung tâm thành phố Đài Bắc 51 km và gây ra chấn động mạnh lên khắp đảo Đài Loan, đồng thời gây rung chuyển ở cả các thành phố ven biển của Trung Quốc đại lục như Hạ Môn, Phúc Châu, Tuyền Châu và Thủ Điền ở tỉnh Phúc Kiến hay Hàng Châu, Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang. Theo nhận định, dựa trên phân tích tham số sơ bộ của trận động đất, Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho rằng trận động đất này sẽ không gây ra sóng thần. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Đài Loan cho hay động đất mạnh tới 7,1 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 56,8 km.
Sau đó, chỉ khoảng 1 phút, một trận động đất 6,4 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực này. Theo ông Trần Quốc Sương, phụ trách Trung tâm Dự báo Địa chấn của cơ quan này, đây là trận động đất lớn nhất kể từ năm 1973 đến nay ở khu vực huyện Nghi Lan. Ông cũng cho biết, không loại trừ vẫn còn những trận dư chấn trên 5 độ xảy ra tại đây trong vòng những ngày tới. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và của, song các chuyến tàu điện ngầm và tàu cao tốc tại đây đã phải tạm ngừng hoạt động. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.